Sau khi bị kéo vào ồn ào của Negip một cách vô tội vạ, Quang Hùng Master đi bất ngờ tổ chức đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh khiến fan không khỏi ngỡ ngàng, danh tính cô dâu còn gây choáng hơn. Bắt đầu từ phát ngôn bỏ học tại concert Anh Trai Say Hi, Negip phải đối mặt với loạt khủng hoảng kéo theo và một số người nổi tiếng liên quan hay có mối quan hệ thân thiết với anh chàng này cũng bị lôi vào cuộc, Quang Hùng Master đi là một trong số đó. Ngay khi Negip ẩn hoặc xóa các tài khoản mạng xã hội, giọng ca xứ Huế liền trở nên bận rộn vì đông đảo cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân Instagram của anh, để lại những bình luận có nội dung liên quan đến rapper sinh năm 2001. Đối diện với điều này, Quang Hùng Master đi chọn cách giữ im lặng. Nhiều người cho rằng đây là động thái dễ hiểu của nam ca sĩ bởi lẽ đó câu chuyện của cá nhân Negip. Hơn nữa, thời điểm hiện tại nếu có phản hồi thì càng dễ tạo tranh cãi. Cho tới mới đây, Quang Hùng Master đi gây dậy sóng mạng xã hội với bộ ảnh cưới với cô dâu độc lạ hơn anh 8 tuổi, không ai khác chính là Lê Dương Bảo Lâm. Những khoảnh khắc lãng mạn có phần cảm lạnh này được chụp tại buổi fan meeting mừng sinh nhật tuổi 27 của nam ca sĩ diễn ra ngày 6 tháng 10 ở thành phố Hồ Chí Minh. Được Dương Lâm hỗ trợ dẫn dắt chương trình, Quang Hùng và đàn anh đã có màn tung hứng cực ăn ý trên sân khấu khiến khán giả vô cùng phấn khích. Nhất là đoạn nam diễn viên hài hóa cô dâu Thúy Diễm, đầu đội vêu tay cầm hoa hào hứng rước chú rể Quang Hồng về dinh. Chưa kể, kiểu tóc đầu đinh của cô dâu đến từ Đồng Nai khi kết hợp với vêu kiểu che mặt tạo nên một tổng thể vừa bựa vừa hài còn khiến người xem cười đau cả ruột. Tiểu phẩm này của bộ đôi cũng nhanh chóng viral trên các nền tảng, thu hút lượt tương tác khủng. Đáng chú ý, hôn lễ lần này của Quang Hùng Master đi không chỉ có một cô dâu mà phần sau còn xuất hiện thêm cô dâu vừa lạ vừa quen là anh trai Nicky. Ngay khi vừa xuất hiện, anh chàng này đã tung skill chiến Dương Lâm tơi bời. Không có cô dâu nào mà trông lực điền vậy luôn á, nam ca sĩ nói với vẻ mặt xéo sắc. Thúy Diễm như bị xịt keo đứng yên tại chỗ, còn khán giả bên dưới thì được fan cười thành tiếng. Dù vậy, anh vẫn nhất quyết không chịu thua khi đáp trả đối phương bằng miếng hài ba mặt một lời và người bị đứng hình mất 5 giây chính là Quang Hùng vì tình huống đến quá bất ngờ. Có thể thấy, nhờ sự góp mặt của Lê Dương Bảo Lâm cũng như Nicky mà buổi fan meeting của giọng ca xứ Huế trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Khán giả xem chương trình cũng đỡ nhàm chán vì phải cười liên tục bởi những pha tấu hài khó đỡ đến từ những anh chàng này. Được biết, fan meeting mừng sinh nhật 27 tuổi cũng là sự kiện họp người hâm mộ đầu tiên của Quang Hùng Master đi được tổ chức ở Việt Nam. Những năm qua, nam ca sĩ nổi đình nổi đám tại Thái Lan với lượng fan hùng hậu nhưng ở thị trường nội địa lại chưa có cơ hội bật lên. Sau khi tham gia show Anh Trai Say Hi, Quang Hùng Master đi mới bứt phá tên tuổi, trở thành một trong những ngôi sao trẻ hot nhất hiện tại. Do đó, sự kiện fan meeting của anh thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng. Vé cả hai đêm 6, 7 tháng 10 đều được người hâm mộ tẩu tán chóng mặt. Tại đêm đầu tiên, Quang Hùng Master đi gây sốt với sân khấu sôi động, trình diễn hết mình các bản hit như Trói Em Lại, Dễ Đến Dễ Đi. Cùng với đó, giọng ca sinh năm 1997 còn đốn tim fan với vi rùa như idol K-pop thực thụ. Tương tác của anh với người hâm mộ được nhận xét là vô cùng tinh tế và nhẹ nhàng. Dù lần đầu tổ chức fan meeting tại Việt Nam, nhưng Quang Hùng Master đi vẫn được khen hết lời vì khâu vận hành mượt mà, trơn tru. Các fan dự show có được trải nghiệm ưng ý, không xảy ra các vấn đề như chen lấn hay mất quyền lợi. Có lẽ, thời gian hoạt động ở Thái đã giúp nam ca sĩ có thêm nhiều kỹ năng dẫn dắt sự kiện, giao lưu thoải mái với người hâm mộ.